Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và bạn trở lại kênh Sắc Màu Cuộc Sống. Hiện tại phóng viên của kênh Sắc Màu Cuộc Sống đang có mặt tại nút giao ngã tư giữa đường Nguyễn Chí Thanh với phố Đào Tấn và phố Kim Mã. Đấy, trước mặt chúng ta là nút giao cầu vượt ngã tư này. Cầu vượt này bắc ngang qua phố Đào Tấn và phố Kim Mã và nối liền cho các phương tiện giao thông tham gia ngã tư theo đường Nguyễn Chí Thanh và đường Liễu Giai. Đấy, chúng ta nhìn thấy một cây cầu vượt bắc ngang qua rất là quan trọng để đảm bảo chống ách tắc giao thông tại nút giao ngã tư này. Đây là một trong những nút giao ngã tư đẹp, có thể nói là đẹp nhất của Hà Nội, bởi được kiến trúc hệ thống giao thông rộng. Và tại nút giao ngã tư này thì hình thành nên những trung tâm thương mại, những tòa nhà, chung cư cao tầng, văn phòng, khách sạn, hình thành nên một cái diện mạo hiện đại tại nút giao ngã tư giữa phố Liễu Giai và phố Văn Cao, từ phố Kim Mã và phố Đào Tấn. Đây là nút giao, đây là phố Đào Tấn đây các bạn. Đây các bạn nhìn thấy phố Đào Tấn này. Qua ngã tư này, thẳng sang bên kia thì chúng ta sẽ đến phố Kim Mã. Còn phía bên tay phải mà đây, chúng ta đang nhìn là nút giao với ngã tư của phố Liễu Giai. Và bên tay trái mà này là chúng ta nhìn thấy đấy là nút giao của phố Văn Cao, đường Văn Cao. Tại nút giao ngã tư này chúng ta thấy có 3 tòa nhà cao tầng rất là đẹp và hiện đại, mới được đầu tư xây dựng xong. Một là trung tâm thương mại Lotte Center của Hà Nội. Lotte Center Hà Nội. Đấy, một tòa nhà cao rất là đẹp. Thứ hai, đây là khách sạn DU. Khách sạn DU Hà Nội, một trong những khách sạn đẹp bậc nhất của Hà Nội từ trước tới giờ. Tuy nhiên thì ngày nay thì có thể sẽ có nhiều các khách sạn mới được xây dựng mọc lên đẹp hơn. Tuy nhiên thì DU vẫn là một những khách sạn, những điểm nhấn là tiêu chuẩn khách sạn cao cấp của Hà Nội. Đây là khách sạn DU. Và trước mặt chúng ta là một tòa nhà cao tầng mới được dựng lên, màu trắng phía trước rất là đẹp. Chúng ta ngó từ đây các bạn thấy các phương tiện tham gia giao thông với mật độ khá là cao. Tuy nhiên thì mới được sự bố trí rộng rãi, các điểm nút giao đều có thể rẽ trái, rẽ phải ngay để tránh ùn tắc. Và với sự thiết kế một cây cầu vượt tại nút giao này khiến cho giao thông tại nút giao ngã tư phố Kim Mã, phố Đào Tấn, phố Liễu Giai và phố Văn Cao được rất thông thoáng và thuận lợi cho mọi người tham gia giao thông tại nút giao ngã tư này. Đứng tại nút giao ngã tư này thì chúng ta cảm tưởng như đứng tại một con đường hiện đại và nhiều tòa nhà cao tầng, tương tự như ở một số